Trước dự án kết nối Internet vào não bộ con người của Elon Musk, giới khoa học lên tiếng cảnh báo. Họ cho rằng đây không khác gì hành động tự sát của trí não con người, và làm như vậy có thể khiến loài người diệt vong trước khi trí thông minh nhân tạo kịp thống trị thế giới. Tại sao lại như vậy? Cùng Tony xin chào tìm hiểu thêm về ý tưởng kỳ quái này của Elon Musk, và kết quả nếu ý tưởng này thành công nhé! Elon Musk muốn gắn chip vào não người. Trước đó, Elon Musk, quái vật trong làng công nghệ cùng công ty Neuralink, đã công bố về kế hoạch gắn chip vào não người. Mục đích là kết nối Internet với não bộ con người. Theo Neuralink, thiết bị cảm biến rất nhỏ này sẽ được đưa vào não người thông qua một vết rạch 2mm trong hộp sọ. Thao tác rạch sẽ do robot thực hiện với độ chính xác cao. Con chip đồng thời kết nối với tai nghe nhỏ gọn, gắn trên đầu để truyền dữ liệu về cho máy tính. Đây là kết nối không dây, nên bạn không cần lo lắng về việc cọng dây nào đó sẽ thò ra khỏi đầu, Elon Musk cho biết. Với dự án này, Neuralink cho biết những vấn đề về hệ thần kinh của con người sẽ được giải quyết trong tương lai gần, ví dụ như giúp người tàn tật vận động trở lại hoặc hỗ trợ những người khiếm thính, khiếm thị. Giấc mơ con người song hành với AI. Việc não bộ được kết nối với máy tính không phải chuyện gì mới, ít nhất là trong khoa học viễn tưởng. Trong một tập phim Star Trek năm 1968, bộ não của thuyền phó Spock đã được lưu giữ trong một bình dung dịch lớn. Hay ví dụ khác là cuốn tiểu thuyết Neuromancer năm 1984 của William Gibson. Nội dung là những dự đoán về Internet, nguồn gốc của thuật ngữ không gian mạng. Cuốn tiểu thuyết vẽ nên một thế giới, nơi mà con người hoàn toàn đắm chìm trong công nghệ thực tế ảo. Elon Musk cho biết, bản thân được truyền cảm hứng từ những cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của tác giả Ian Banks. Trong đó, miêu tả về Neural Lace, các điện cực siêu nhỏ được cấy vào não của một đứa trẻ. Chúng đồng hành đến khi trưởng thành, cho phép tương tác với máy tính thông qua suy nghĩ. Ông cũng không phủ nhận sự cố gắng tiến hóa con người bằng cách kết hợp não bộ với máy móc. Từ lâu, Elon Musk luôn bảo vệ quan điểm cho rằng việc kết nối não người với máy tính là cực kỳ cần thiết, bởi chỉ có thế mới giúp con người tránh được ngày tận thế AI. Theo tầm nhìn của Musk, trong tương lai, trí thông minh nhân tạo sẽ bỏ xa con người và giành quyền kiểm soát trái đất. AI sẽ hỗ trợ hay thay thế luôn bộ não con người? Tiếc là nhiều nhà khoa học không đồng tình với quan điểm trên. Họ cho rằng, điều này có thể dẫn đến sự hủy diệt của loài người trước cả khi có ngày tận thế AI, và rõ ràng là có cơ sở. Trong một bài phỏng vấn với tờ Financial Times, nhà tâm lý học nhận thức Susan Snyder nói rằng, việc hợp nhất não bộ với AI sẽ khiến não bộ của con người tự sát. Để minh họa cho điều này, bà đã đưa ra một tình huống giả định được lấy cảm hứng từ nhà văn viễn tưởng người Úc Greg Egan. Hãy tưởng tượng ngay từ khi chào đời, một thiết bị AI có tên Zio được đưa vào não bạn. Nó sẽ theo dõi hoạt động của bộ não liên tục để học cách bắt chước suy nghĩ và hành vi của bạn. Khi bạn trưởng thành, thiết bị này có thể suy nghĩ và hành xử giống hệt như bạn. Đến một thời điểm não bộ của bạn sẽ bị vắt kiệt. Và Zio không chỉ đơn giản là hỗ trợ cho bộ não nữa mà sẽ thay thế nó. Snyder cho rằng, rất khó để ý thức của bạn có thể chuyển một cách kỳ diệu đến Zio sau khi bộ não ban đầu đã bị phá hủy. Bà lý luận rằng, tại thời điểm não bộ bị vắt kiệt, bạn đã vô tình tự sát. Nếu sự hợp nhất giữa con người với AI được hình thành, đồng nghĩa với việc thay thế hoàn toàn bộ não sinh học bằng AI. Kết nối trí tuệ nhân tạo và não bộ con người không đơn giản đến thế. Công bằng mà nói, sản phẩm thật của Neuralink còn lâu mới đạt đến trình độ đó. Elon Musk muốn sử dụng thiết bị của Neuralink để điều trị các bệnh về thần kinh và bại liệt. Tuy nhiên, việc áp dụng thực tế cho thiết bị này còn tùy thuộc vào đánh giá của FDA. Nhà tâm lý học Snyder giải thích thêm, những cải tiến dựa trên AI vẫn có thể được sử dụng để hỗ trợ cho y tế. Nhưng nếu họ đi xa đến mức thay thế mô thần kinh đang hoạt động bình thường, thì đến một lúc, cuộc sống của những người được cấy ghép sẽ chấm dứt. Ý tưởng của tỷ phú Elon Musk và phân tích của các nhà khoa học tạo nên hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên kiên quyết kết nối AI để tăng khả năng não bộ, một bên lại cho rằng đó không khác gì hành động tự sát của não bộ. Về phía công chúng, họ vẫn chờ đợi để xem Elon Musk và Neuralink có thể đi được tới đâu. Đừng quên theo dõi kênh Tony Xin Chào để được truyền những cảm hứng tuyệt vời, học hỏi các bí quyết thành công của các tỷ phú thế giới và Việt Nam trong kinh doanh và khởi nghiệp, bạn nhé!